lợi thế và áp lực của tiêu chuyển khi kết hợp với địch định nhiệt 3. Theo truyền thông Hoa ngữ, khả năng cao tiêu chuyển sẽ kết hợp với địch định nhiệt 3 ở phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan. Lợi thế và áp lực của cả hai là gì? Thu hút truyền thông. Tiêu chiến và địch định nhiệt 3 là hai ngôi sao Hoa ngữ đang được quan tâm hiện nay. Sức hút của họ được chứng minh qua lần xuất hiện ở đêm hội Weibo. Sau đó các trang báo mạng và mạng xã hội liên tục cập nhật thông tin về cặp đôi. Mới nhất họ tiếp tục gây bão truyền thông khi đang được nhắm đến các vai diễn chính trong Phong Nguyệt Bất Tương Quan. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và đang có kế hoạch bấm máy. Phim kể về nữ anh hùng Quan Thanh Việt, kiêu hãnh và máu lửa trên chiến trường, đã cùng cha chinh chiến ngay từ khi còn nhỏ. Cha của cô trong một trận chiến đã bị kẻ xấu hãm hại khiến gia đình phải chịu sự bất công. Do đó cô đến vùng đất khác với cái tên Quan Phong Nguyệt, xây dựng nơi tái định cư cho những người bị chiến tranh tàn phá với ước muốn đem lại yên bình cho người dân, đồng thời hy vọng khôi phục lại sự trong trắng của cha cô. Tại đây, Quan Phong Nguyệt tình cờ gặp Ân Quá Chỉ, hai người có chung một hoài bão và lấy người dân làm trách nhiệm của mình. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, họ dần nảy sinh tình cảm. Lúc này đất nước loạn lạc, cả hai đã góp phần đánh bại thế lực gian ác, thanh trừng triều đình. Ân Quá Chỉ cũng giúp Quan Phong Nguyệt làm rõ những biến cố năm xưa và giải tỏa những bất bình cho gia đình. Sau khi hỗn loạn lắng xuống, cả hai chung tay tạo nên một triều đại hòa bình và thịnh vượng cho người dân, cuối cùng gắn kết bên nhau mãi mãi. Về nguyên tác, Phong Nguyệt Bất Tương Quan do Bạch Lộ Thành song chất bút, thuộc thể loại cổ trang nữ cường. Đạo diễn trong dự án này là Trần Gia Thượng, người từng làm nên thành công của Họa Bì và Tứ Đại Danh Bổ. Rõ ràng, Phong Nguyệt Bất Tương Quan là một bộ phim thuộc thế mạnh của địch địa Nhật Ba. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng đóng dạng vai này ở phim Trường Ca Hành. Trong khi đó, cổ trang cũng là thể loại, tạo nên tên tuổi của Tiêu Chiến. Dựa vào thực lực, dù Tiêu Chiến và Nhật Ba không được đánh giá quá cao về diễn xuất nhưng bù lại, họ sở hữu lượng fan đông đảo là đỉnh lưu của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, sự góp mặt của họ trong Phong Nguyệt Bất Tương Quan sẽ gây bão truyền thông. Áp lực không nhỏ. Dù không ít fan vui mừng khi cặp đôi này kết hợp với nhau nhưng một số khác lại không đồng tình, bởi thời gian qua, họ là những cái tên gây ồn ào. Trong đó, địch định Nhật Ba liên tục vướng bê bối đời tư với nhiều diễn viên nam, vậy nên khi phim lên sóng sẽ ít nhiều gây tranh cãi. Ngoài ra, hiện các phim họ đóng chính đã đóng máy nhưng chưa được lên sóng, vậy nên khán giả lo lắng Phong Nguyệt Bất Tương Quan sẽ đi vào vết xe đổ khi khâu kiểm duyệt phim có những ngôi sao này sẽ gắt gao. Thêm nữa, Tiêu Chiến và Nhật Ba kết hợp sẽ tạo ra những mâu thuẫn cạnh tranh trong nội bộ fan hâm mộ hai diễn viên để tranh giành vị trí số 1 trong Phong Nguyệt Bất Tương Quan. Vậy nên hướng đi cho cả hai kết hợp mang lại không ít bất lợi cho nhà sản xuất. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!